Trân trọng giới thiệu bà xã mình. Ủa? Cái này này. Thông báo là sắp sửa đám cưới của Hương Giang nha mọi người. Dạ. Vừa mới ra một idea rồi. Khi nào? Chị gì? Ai? Cưới của em. À, của em. Anh đăng ký hả? Mà mở màn là đọc với nương cái sông cao với mắt liêu đi ra. Gì vậy trời? Trời ơi, anh chưa có người yêu nữa. Em lạ. Anh nghĩ thì Hương Giang chụp hình cho em được. Đây. Đây. Bye anh em nhé, bye mọi người.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.